Đó mọi người thấy không? Như là ở ngoài Phú Quốc mình cũng có đi một lần ngoài Phú Quốc rồi, nước biển cũng trong veo vậy nè. Cung đảo nó còn trong hơn nữa. Cầu tàu là nơi chứng kiến cảnh lao động khổ sai nặng nhọc của người tù, đồng thời cũng là nơi chứng kiến những giây phút vinh quang, xúc động nhất khi đảo được giải phóng. Cầu tàu lịch sử 914 là điểm di tích lịch sử nổi tiếng tại Côn Đảo, cũng là không một trong 46 điểm đến tham quan du lịch trên địa bàn huyện. Con số 914 cũng chỉ mang tính tượng trưng về số người tù đã hy sinh khi làm cầu tàu này. Cầu tàu 914 là nơi chứng kiến cảnh lao động khổ sai nặng nhọc của người tù, đồng thời cũng là nơi chứng kiến giây phút vinh quang, xúc động nhất khi đảo được giải phóng. Nằm ngay trước dinh chú đảo, cầu tàu hướng thẳng ra vịnh Côn Sơn để đến tham quan di tích cầu tàu lịch sử 914. Mọi người đi theo con đường Tôn Đức Thắng là sẽ thấy cầu tàu 914 được khởi công xây dựng từ năm 1873 với chiều dài hơn 100m. Dấu ấn còn đọng lại với thời gian là những tảng đá to hàng thước khối nằm sắp lớp, nặng nhiều tấn đã làm kiệt quệ và đè nát bao nhiêu thân tù đầy. Đây là nơi người tù đặt chân lưu đày đầu tiên khi ra Côn Đảo. Vậy Chu Du bốn miền xin mời mọi người đến tham quan khu di tích lịch sử này nhé. Ngay cái chỗ này người ta đang xây dựng gì đó mọi người. Nước xây rất là hoành tráng luôn. À, đây là cái gì đây? Công trình cảng tàu khách Côn Đảo. Cầu tàu du lịch, cảng tàu khách Côn Đảo nè, mấy ta làm cảng cầu tàu khách du lịch ở đây nè. Bên đây có ốc đêm cánh buồm. Cái gì đây? Khu vực biên giới biển, cái này đang làm cái biểu tượng gì ở đây mình không biết nữa. Đây giờ đang phát triển nhiều quá. Đây là bến tàu du lịch Côn Đảo nè mọi người. Chỗ đó là nữa rồi, xây chỗ cảng tàu du lịch đó, đón khách đó. Cano này quá trời này. Đi lặn ngắm san hô gì đều đi ra đây hết nè mọi người. Đi ra đây rồi bắt đầu tàu cano mới chở mình đi tham quan mấy hòn đảo ở dưới, tham quan mấy hòn đảo rồi sau đó lặn ngắm san hô luôn. Bây giờ mình sẽ đi tới chỗ mà cầu tàu 914 cũng là một cái di tích lịch sử đó luôn. Mình sẽ quay lại hiện trạng bây giờ cho mọi người xem như thế nào. Đặc biệt ở đây nha mọi người, không có bán hàng rong ở dưới biển, rất là gìn giữ, rất là sạch sẽ, nhìn biển rất là đẹp. Ê, mọi người trước mắt mình là cầu tàu 914, người ta ra đó buổi chiều, ra đó ta đứng chụp hình đông lắm. Rồi bây giờ mình đi vào, mình thắp nén nhang tượng trưng cầu tàu 914, rồi tượng trưng cho 914 người đã hy sinh ở đây nha mọi người. Cũng là một cái điểm tâm linh nổi tiếng ở Côn Đảo. Rồi đi vô mọi người. Đây là cái chỗ mà tưởng niệm 914 người, mình sẽ thắp nhang ở đây. Wow.
Đây là một cái tấm bia đá mọi người, để dựng lên để tưởng niệm tưởng nhớ cho 914 người ở đây, thì đặt tên là chiến cầu tàu 914. Thì cầu tàu được khởi công xây dựng năm 1873, kéo dài hàng chục năm và được sửa chữa mở rộng nhiều lần mới có hình dáng như ngày nay. Từ khi khởi công cho đến lúc hoàn thành, người tù Nhậm Tính đã có 914 người ngã xuống tại đây. Con số này chỉ mang tính ước lệ thôi, để tưởng nhớ những người đã chết trong lúc khổ sai xây dựng cầu tàu. Cầu tàu là nơi chứng kiến cảnh lao động khổ sai nặng nhọc của người tù, đồng thời cũng là nơi chứng kiến những giây phút vinh quang, xúc động nhất khi đảo được giải phóng. Mình cũng có chia sẻ cho mỗi người thông tin ở đây. Đó là 900, con số 914 là một con số chỉ là ước lệ thôi, chứ chưa gọi là chính xác đâu mọi người. Bây giờ mình đi vào đó, mình quay, mình cho coi mọi người coi cái cầu tàu 914 hiện tại và bây giờ như thế nào. Mà ngày xưa 914 người đã khổ sai nặng nhọc ở đây để mình xây được cái cầu tàu này nè. Ui, tắm biển. Đặc biệt ở đây mình thấy rất là biển ở đây rất là sạch sẽ, vì người dân ở đây có ý thức rất cao là không có xả rác, thứ hai là không có cho tụ tập bán hàng rong. Đây là những bạn trẻ đang tắm biển và chơi đá banh. Rồi mình tiếp tục đi con đường trên cầu tàu 914 này đi ra đó. Bên đây thì người dân tắm biển ở đây mọi người. Mọi người thấy biển đây rất là sạch sẽ không? Rất là đẹp nữa. Nói chung là gìn giữ không cho bán hàng rong, không có xả rác. Ăn uống gì thì biển nó sẽ sạch sẽ hơn. Còn cho ăn uống nữa thì mình sợ là một ngày nào đó thì cung đảo này nó sẽ dơ lắm. Nên mình hạn chế không cho ăn uống ở dưới biển luôn. Chỉ có xuống dành cho tắm thôi. Tắm biển là ok. Đây mình phải tiếp tục đi ra tới mũi cầu tàu 914 ở kia. Thì những cái thông tin mình cũng đã đọc trên cái tấm bảng bia đá cho mọi người biết di tích lịch sử ở đây là như thế nào, 914. Ở đây có một con đường thẳng mà có một cái khoảng trống bên đây, không biết làm gì ở đây. Đi ra đây mình xem luôn. Trời ơi, nước biển trong veo luôn á. Đứng đây mà nhìn dưới đáy, đáy luôn nè. Trong veo. Ở đây có hai chiếc cano của ban quản lý khu du lịch quốc gia Côn Đảo. Rồi thôi mình đi tiếp tục ra cái mũi tàu đi, ra chỗ kia mình chụp hình, chụp hình làm kỷ niệm lại. Nói chung mà mình đi trên cái con đường này mình có rất là nhiều cái mình nghe nghe cái câu chuyện của ngày xưa ở đây, mình cũng rất hơi đau lòng. Wow, nước biển trong xanh luôn, đẹp quá. Đi ra chỗ kia chụp hình kìa. Từ từ qua. Một buổi chiều hoàng hôn tại cung đảo. Đá to to không à.
Rồi cuối cùng cũng đã đi băng qua được chỗ này, ra được cái mũi ở đây rồi. Wow. Wow. Đó mọi người thấy không? Như là ở ngoài Phú Quốc mình cũng có đi một lần ngoài Phú Quốc rồi, nước biển cũng trong veo vậy nè. Côn Đảo nó còn trong hơn nữa. Mình sẽ dành một buổi đi lặn san hô dưới ở ngoài biển để mình quay lại cho mọi người xem luôn. San hô Côn Đảo đẹp lắm, đẹp hơn những chỗ khác luôn. Đó, đẹp mọi người. Một buổi chiều hoàng hôn rất đẹp. Chào tạm biệt mọi người, nhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều clip về du lịch, ăn uống của mình mỗi tuần nha.